Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và người tuyên ngôn tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 1945 được coi là một văn kiện có giá trị lịch sử to lớn, một bài chính luận ngắn gọn, xúc tích, lập luận chặt chẽ, đanh thép, lời lẽ hùng hồn, đầy sức thuyết phục, một áng văn lập quốc vĩ đại. Cái nghĩa lớn nhất của cái bản tuyên ngôn này đấy chính là cái lời tuyên bố trước thế giới về cái sự tái sinh của một quốc gia, một dân tộc, mà đó chính là cái thể hiện động lực mạnh mẽ của cả một cái dân tộc đã phải trải qua một cái thời kỳ đấu tranh đầy gian khổ, và cuối cùng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta giành được thắng lợi. Và cái điều này đấy thì ngoài cái ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam đấy, nó còn có ý nghĩa sâu sắc trên trường quốc tế. Từ đây thì Việt Nam chính thức trở thành một quốc gia có một cái vị trí xứng đáng trên cái bản đồ thế giới. Tuyên ngôn độc lập là cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước thế giới, mà còn mở ra một thời kỳ mới của dân tộc ta, nhân dân ta trên con đường xây dựng và phát triển, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là sự phát triển đến đỉnh cao của tư tưởng độc lập, tự do đã được thể hiện trong đường cách mệnh, trong chánh cương vắn tắt, trong luận cương chính trị, trong các văn kiện khác của Đảng, cũng như của mặt trận Việt Minh, và là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân Việt Nam, là biểu hiện hùng hồn cho khí phách, bản lĩnh kiên cường, ý chí bất khuất của dân tộc ta. Tuyên ngôn độc lập mở đầu bằng một chân lý vĩnh cửu và phổ biến: tất cả mọi người đều sinh ra bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Đó là những lẽ phải, không ai chối cãi được. Khẳng định quyền của mỗi con người và quyền tự do của mỗi dân tộc, tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tư duy sâu sắc khi trích dẫn tuyên ngôn độc lập của Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp. Bác trích dẫn những cái văn bản có tính chất văn kiện của người ta, mà những cái văn bản nó rất là tiến bộ, thì bác có ý nhắc nhở hai cái nước ấy, nước Pháp và nước Mỹ, là tôi trích dẫn của anh, là tôi đồng với cái quan điểm đó của anh, thì anh phải thực hiện cái lời anh nói, cái lời anh viết, cái lời anh nói thì anh phải thực hiện. Thì ý của bác là muốn nhắc nhở hai cường quốc đó, trước hết là Mỹ, trước hết là Pháp, phải thực hiện cái việc mà công nhận các quyền dân tộc của các dân tộc khác, trong đó có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời. Thì cái đấy là cái rất hay, bác rất là khôn ngoan. Vì nước Việt Nam khi mới ra đời lúc đó thì chưa có nước nào trên thế giới công nhận cái nền độc lập của Việt Nam. Cho nên ngay trong cái tuyên ngôn độc lập vào cái chiều ngày 2 tháng 9 đó, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là một nhân dân một cái nước mà đã 80 năm trời, đấy, hơn 80 năm trời, đã kiên trì, đã gan góc đấu tranh đấy, để mà giành độc lập dân tộc, thì nhân dân nước đó được cái quyền hưởng tự do, hưởng hạnh phúc. Và nước Việt Nam cần phải được các nước đồng minh công nhận cái nền độc lập của mình. Ngoài khẳng định về quyền chính đáng của dân tộc Việt Nam là được độc lập, thì bản tuyên ngôn độc lập còn định hướng cho cả một giai đoạn sau này của cách mạng Việt Nam. Trong cái tiêu ngữ của tên nước đấy, thì có cụm từ độc lập, tự do, hạnh phúc, thì đó chính là cái mục tiêu của cuộc cách mạng và cũng là ước nguyện của mỗi người dân. Tự do, hạnh phúc là cái mục tiêu đặt ra cho cách mạng và cũng là cái ước nguyện của nhân dân ấy. Thì có thể nói trong suốt cái cuộc hành trình từ năm 1975 cho đến nay, trải qua một cái thời kỳ tương đối dài như thế đấy, thì rõ ràng chúng ta đã tiến một cái bước mà có thể nói cho đến nay đấy, rất nhiều người cho rằng chưa từng có trong lịch sử. Đó là cuộc sống của nhân dân được đảm bảo, rồi là cái xã hội của mỗi người được đảm bảo tự do, cuộc sống hạnh phúc.
Tuyên ngôn độc lập vừa định hướng cho cách mạng Việt Nam, vừa là cơ sở pháp lý vững chắc, không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia của dân tộc Việt Nam trước thế giới, mà còn mở ra một thời kỳ mới của dân tộc ta, nhân dân ta trên con đường xây dựng và phát triển, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến châm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó, dân ta chịu hai tầng xiềng xích, Pháp và Nhật. Từ đó, dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng. Thế là chẳng những chúng không bảo hộ được ta, trái lại, trong 5 năm chúng đã bán nước ta 2 lần cho Nhật. Trước ngày 9 tháng 3, biết bao lần Việt Minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhận tâm giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng. Tuy vậy, đối với người Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày 9 tháng 3, Việt Minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thủy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng đồng minh, thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. Đây là một luận điểm rất quan trọng, để từ đó Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam mới đại biểu cho toàn dân Việt Nam rõ ràng tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam, khiến cho chính phủ Pháp mất đi cái cớ bảo hộ của mình, không còn lý do gì để đòi lại quyền cai trị được nữa. Với tuyên ngôn độc lập, một nước Việt Nam hồi sinh sau bao mất mát hy sinh, tiếp tục hướng đến tương lai tươi sáng, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, để trong hành trình cách mạng luôn bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc, coi lợi ích quốc gia dân tộc là tối thượng, là mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất. Điều này có ý nghĩa định hướng hoạt động đối ngoại trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam đã luôn kiên định và sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước, kể cả các nước có quá khứ là thù địch, nhưng công nhận nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Từ việc khẳng định các giá trị của một dân tộc là quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền sung sướng và quyền tự do trong tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền con người chỉ thực sự được bảo đảm. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng tinh thần của bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn luôn sống mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam. Không chỉ bởi giá trị lịch sử, pháp lý mà còn bởi giá trị nhân văn cao cả về quyền con người, quyền của dân tộc được sống trong độc lập tự do như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ấp ủ và cống hiến cả cuộc đời mình để thực hiện.